con lên hàng nghĩa thiên, tâm tư con gieo vang ca mừng. Từng bước đời thần hiến con đây, dâng cho tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa. Con van xin mơ ước một điều, đừng chọn đời tần hiến yêu thương, trong thanh điện đây sướng vui ngập hồn. Thank you.
Thank you.
kính chào các quý vị đại diện. Chúng con xin kính chào cha phó gia quản kính giáo chúng tôi thân. Hay rồi tiếp đến là hội kèn đồng và tất cả trong đoàn rước bắt đầu khởi hành. Xin mời thánh giá Lễ Cao đi từ từ. Các thường vụ hội đồng giáo xứ, giáo họ bạn, xin mời chúng ta tiến vào đoàn rước. Và xin mời thánh giá lên cao tiến đi. Và hàng ngàn lời cầu xin tha thiết, yêu thương và quảng đại của bao con. Anh chị em thân mến, rực lên niềm vui mừng cho chúng ta vì nhà thờ này có Chúa mới. Và qua cửa hàng này chúng ta có dịp chúc tụng Chúa. Thật vậy, một cách nào đó chuông gắn liền với đời sống dân chúng. Tiếng chuông phân phối giờ cầu nguyện, tập hợp dân chúng đến cửa hàng phục vụ, báo tin cho các tín hữu biết các biến cố quan trọng xảy đến cho giáo hội địa phương này, hoặc cho từng tín hữu gặp cảnh vui buồn. Vậy chúng ta tham dự nghi lễ này để trong đời sống, khi nghe tiếng chuông, chúng ta nhớ đến chúng ta là một gia đình. Chúng ta họp nhau lại biểu hiện sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Kitô.
Chúng ta hiệp thị với Đức Giám Mục trong lời nguyện làm phép chuông sau đây. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, chúng con chúc tụng Chúa Cha. Cha đã sai con một Cha xuống thế gian này để đổ máu, tập hợp loài người ta mang vì vết thương tội lỗi. Và khi đã thu gọp họ lại thành một đoàn chiên, Người là Mục Tử duy nhất chăm sóc và nuôi dưỡng họ. Vì vậy lạy Cha, chúng con nài xin Cha cho các tín hữu Cha khi nghe tiếng chuông kêu gọi sẽ mau mắn hân hoan chạy đến nhà thờ và kiên trì trong giáo huấn của tông đồ, trong tình hòa hợp giữa anh em, trong việc bè bắn và trong kinh nguyện. Họ trở nên một lòng một dạ để ngợi khen vinh danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đức Giám Mục dạy Đức Thánh và Sông Hương. Thank you.
1975, khi đất nước được thanh bình, bà con từ nhiều miền đất nước quy tụ về mảnh đất đầy nắng gió này để lập nghiệp, ngày một gia tăng. Từ đó con số đấu tranh cũng ngày càng nhiều đạo sứ Bảo Thành. Năm 1980, số đấu tranh gia tăng, bên ta đã cho phép thành lập đó và đặt tên gọi là đó Thánh Gia. Tháng 8 năm 1989, gia cố đa nghi được Chúa gọi về. Năm 1991, cha đi xe Nguyễn Trọng Quế về quay sóc đạo sứ Bảo Thành và cha đã được tên gọi là đó Thánh Phong. Năm 1977 là năm 1997 là ông tập từ nhóm cha tôn Trương Trọng Tài về lãnh đạo nhiệm sự mới, cũng là ông được thành lập đó sứ Phúc Lộc. Kể từ đây cha và sứ Nam Tôn đã có nhiều suy tư lo toan cho tương lai mời đó sứ đó, trong đó có đó Thánh Mẫu chúng con về ơn gọi đời Chúa thương còn gọi. Năm 2000 đứng đó một tư xe đất dựng chức linh mục cho cha đang đi và nó hỏi về có hai em ứng sinh đang tu học và em ba em ứng đệ tử dòng tự gương hòa bình. Năm 1998, đức giám mục Tu Xê và cha tổng sứ đã cho phép cho họ chúng con vô mảnh đất nơi đây. Tuy cuộc sống lúc đó bà con giáo dân còn khó khăn, nhưng với lòng hăng say dài Chúa, bà con đã đồng tâm nhất trí con đã mua sắm được mảnh đất tại nơi đây là 6.000 m². Niềm vui được nhân đôi ngày 26/9/2007, giáo họ nhận được quyết định của đức giám mục giám quản giáo phận cho phép xây dựng. Ngày 19/11/2007, cha quản sứ đã cho phép khởi công xây dựng nhà thờ. Và ngày 8/1/2008, với lòng thương ái thương ban, đức giám mục giám quản giáo phận đã cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên trong sự hiệp nhất yêu thương của quý cha đồng tế, quý chính quyền các cấp cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa gần xa. Và hôm nay đây, giáo hội chúng con vui mừng được đón đức giám mục giáo phận Vàng Ngọc về dâng thánh lễ tạ ơn và cùng chung chia niềm vui cùng chúng con. Cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân. Chúng ta không ngừng về đây để dâng nhà thờ mới này cho Thiên Chúa.
chúng ta hãy cần hoàn lại sự người thương đến từ giữa chúng ta và dùng quyền năng để làm phép như thế này để rảnh chân chúng ta làm dấu chỉ thống hôn và nhớ lại những sự rồi cũng như để thăng tẩy tường nhà thờ mới này. Nhất là chúng ta phải quan tâm điều nhất cho đức tin và đức mê là hồn đã sống động ở giữa trần gian là dấu chỉ và chứng nhân của tình Chúa yêu thương của mọi người. Lạy Chúa, mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúng ta biết yêu thương mọi người đến mức không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha mà còn phủ lòng thương lấy xương xa bát ái rửa sạch mọi người và con người dẫn đưa họ về Kitô và lòng. Quả vậy vì lòng thương Chúa đã quyết định những ai cứu mọi người mà bị xuống nghèo như tao thì được cùng chết với Kitô và được Chúa dạy trong sạch trở nên trí tuệ người và một người được ghế thần người ta hôm nay đã được gặp với Chúa sắp lên trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúa.
trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri. Có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường trong người. Tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa. Trong người, cả anh em cũng được xây dựng làm một núi nho để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Lễ vượt qua của người Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Mà ông sẽ dừng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa. Nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng Gioan, thì anh chị em thấy thánh Gioan kể cái tiến trình Chúa Giêsu bắt đầu cái cuộc đời công khai của Ngài, khởi đi từ ngày chỉ phép rửa ở tại sông Giô-đan do Gioan làm phép rửa, rồi sau đó Ngài kêu gọi các môn đệ của Ngài, rồi Ngài trở về Galilê đến ở tại cái làng Cana, ngày dự một cái buổi tiệc cưới. Anh chị em có nhớ cái câu chuyện tiệc cưới Cana không ta? Có nhớ không? Trong cái câu chuyện tiệc cưới Cana là Chúa Giêsu được mời đến để dự một cái bữa tiệc cưới. Và trong cái bữa tiệc, người ta đang vui với nhau như thế thì hết rượu. Và Đức Mẹ Maria ở dưới bếp mà thấy người ta hết rượu thì biết rồi, chỉ có mình Chúa Giêsu mới có thể lo được việc này. Trên Đức Mẹ mới nói: Chúa Giêsu, con ơi, người ta hết rượu rồi. Thế thì Chúa Giêsu bảo: cái việc nó có liên quan gì đến mẹ và con đâu, đó là cái việc của chủ nhà, mình là khách mà. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu bảo với những người giúp ở trong bữa tiệc là múc nước đổ cho đầy 6 cái chung mà người Do Thái chứa nước để cho khách dự tiệc rửa chân trước khi bước vào phòng tiệc. Và khi người ta múc nước đổ đầy 6 cái chung rồi thì Chúa Giêsu mới bảo với người quản tiệc: hãy múc cái nước đó, nói với những người giúp việc, múc lấy cái nước mình vừa đổ vào đó, đưa những người quản tiệc nếm thử như thế nào. Thì cái người quản tiệc nếm cái nước đó thì thấy ủa, rượu ở đâu mà sao ngon như thế này. Cho nên cái người quản tiệc mới kêu chú rể đến và nói: thường người ta đãi cái rượu ngon trước, đến khi mà khách ngà ngà thôi thì người ta mới tiếp cái rượu sòn sòn. Bởi vì nếu mà tiếp rượu ngon mà từ đầu đến cuối, tiền đâu mà chịu cho nổi. Còn ăn thì ăn ngược lại, tại sao anh giữ cái rượu ngon cho đến bây giờ anh mới đem ra? Cái người quản tiệc không biết cái rượu này từ đâu mà đến, và cái chú rể cũng không biết, chỉ có những người giúp việc mới biết là do Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Mà những người giúp việc cũng như những người giữ tiệc cũng không hiểu tại sao Chúa Giêsu đã làm phép lạ nước hóa thành rượu ngon.
chính qua cái dấu lạ, nước lã biến thành rượu ngon. Jesus bắt đầu hé mở cho những người Do Thái hiểu rằng thời đại của Đức Messiah đã đến. Cái đền thờ mà lo công việc tế tự thì nó đã lớn rồi, mà cái sân trước để buôn bán nó cũng lớn rồi, cái sân mà dành cho ngay cả những người ngoại giáo cũng được quyền vào nó cũng lớn nữa. Cho nên để thích hợp và thuận tiện cho người Do Thái khi về dâng lễ vật, thì cái việc dời cái chợ từ Bethania về ở trong sân đền thờ thì cũng hợp lý. Thế nhưng anh chị em hiểu, đã buôn bán mà thì sao? Thì nó có những vấn đề đi kèm theo. Buôn bán thì ai mà không ham, cho nó có lời. Mà lời một thì muốn lời hai, lời hai thì muốn lời ba. Và vì thế cho nên ở trong sân đền thờ với công việc mua bán đó, nó kèm theo những cái hệ lụy khác, và nó trở thành những công việc buôn thần bán thánh. Và hơn nữa, cái việc buôn bán trong đền thờ như thế, nó trở thành cái mối lợi cho gia đình của thầy thượng tế. Cho nên đến thời Jesus thì cái việc buôn bán ở trong đền thờ thay vì chỉ là tạo điều kiện thuận lợi cho người Do Thái mỗi lần về dâng lễ, nó trở thành một nơi buôn thần bán thánh với tất cả những điều xấu xa kèm theo đó. Và người ta đã dùng ngôi nhà của Chúa để biến thành cái nơi trục lợi cho gia đình của thầy thượng tế. Và cái việc đầu tiên mà Đấng Thiên Sai làm, đó là trả lại cho cái ngôi thánh đường cái ý nghĩa thánh thiên của nó. Và Jesus đã đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Và Jesus nói cái gì? Đừng biến nhà cha ta thành hang trộm thương. Đừng biến cái công việc tế tự là cái công việc đem lòng Chúa trở thành một phương tiện trục lợi làm giàu của những người có liên quan đến đền thờ. Và khi Jesus đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Jesus đụng tới vấn đề gì? Đụng tới những người đỡ đầu cho công việc buôn bán này, đó là gia đình của thầy thượng tế và các thầy tư tế. Và vì thế cho nên Jesus đụng tới những thế lực đang thống trị trong xã hội thời đó. Và sau này khi Jesus chết đi và sống lại, các môn đệ hiểu được tại sao Jesus có đủ can đảm để nói lên cái tiếng nói của vị tiên tri, chống lại những người có chức quyền lợi dụng công việc tế lễ để làm giàu cho chính bản thân mình. Các môn đệ khám phá ra một điều: vì lòng nhiệt thành của công việc nhà Chúa đã thiêu đốt cái trái tim của con. Ở trong giáo họ và giáo xứ của chúng ta, anh em thấy đó, với 2.000 người sống ở trong một giáo họ, anh em có thể xây dựng nên một cái ngôi thánh đường đẹp đẽ khang trang như thế này. Cái điều gì đã thúc đẩy và đã quy tụ anh em lại, nếu không phải là lòng yêu mến Chúa và chính lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa đã liên kết và thúc đẩy các anh em? Thế nhưng có một điều chúng ta cũng cần phải để ý: cái lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa, nó phải được hướng dẫn và được liên kết lại. Anh chị em cứ tưởng tượng, ở trong giáo họ của mình hơn 2.000 người, tất cả mọi người đều nhiệt thành với công việc nhà Chúa, nhưng mỗi người nhiệt thành theo một cách thức riêng của mình. Thế thì làm sao anh em có được cái hoa trái như ngày hôm nay? Cái lòng nhiệt thành của anh chị em đã được liên kết lại, đã được định hướng và nó có tổ chức. Chính lòng yêu mến Jesus, lòng yêu mến giáo hội, lòng yêu mến cộng đoàn, lòng yêu mến những người già cả, yếu đuối, những người cô đơn mà chúng ta đã quy tụ lại, tất cả cộng đoàn trở thành một chung quanh cái sự hướng dẫn của cha sở, cha phó của ban hành giáo. Lòng nhiệt thành nó phải được liên kết lại dưới cái sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và lòng yêu mến Jesus.
Và khi anh chị em đã xây dựng được cái ngôi thánh đường vật chất, nó là biểu tượng của sự kết hợp của tất cả mọi người trong toàn giáo xứ, thì anh chị em cũng phải hiểu rằng cái lòng nhiệt thành đó tiếp tục được nung nấu, tiếp tục được đốt lên để anh em xây dựng từng cái ngôi thánh đường, tức là trong từng con người Kitô hữu. Như ở trong bài đọc thứ hai chúng ta đã nghe, mỗi người chúng ta là viên đá sống động để xây dựng nên cái ngôi đền thờ của Thiên Chúa. Ước gì khi chúng ta cử hành cái nghi thức khánh thành cái ngôi đền thờ bằng gỗ đá này, chúng ta tiếp tục xây dựng cái ngôi đền thờ nơi mỗi người trong chúng ta, xây dựng cái đền thờ Chúa trong tâm hồn của các bạn trẻ, của các bạn thiếu nhi, để không những chúng ta chỉ đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện, nhưng chúng ta còn biết siêng năng tham dự các bí tích, siêng năng xưng tội, siêng năng rước lễ, để chính ơn Chúa đổ đầy tràn trong tâm hồn của từng người. Và khi chúng ta biết liên kết lại với nhau, chúng con bàn về thánh thể, thì Chúa sẽ giúp cho giáo họ của chúng ta, cái cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta càng ngày càng phát triển đúng hướng. Xin Chúa chúc lành cho từng người, xin Chúa chúc lành cho cả cộng đoàn, để cái lòng nhiệt thành yêu mến công việc nhà Chúa tiếp tục được đốt lên và phát triển trong cộng đoàn của chúng ta. Cộng đoàn không ngừng họp nhau cả đêm để làm các bàn thờ. Chúng ta hãy chú tâm tham dự nghi lễ và ngày xin Chúa nói nhìn lễ vật của thánh dân trên bàn thờ này, và làm cho Thiên Chúa trở nên của lễ vui đời dâng lên Chúa. Lạy Chúa, chúng cùng Chúa các đồng nghi lễ của Đức Kitô dân trên bàn thờ tòa nhà để cứu Chúa gọi người. Chúa đã lấy đồng phụ nữ tập hợp dân Chúa lại đến bàn nghiệp của người, để cho con làm lễ tự mình người. Vì vậy, chúng con xin Chúa lấy nhìn bàn thờ này mà chúng con đã thiết lập để cử hành các hội nghị của Chúa. Xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa, nên thế đàn để chúng con dâng nghi lễ của Đức Kitô trong nhìn nhận, nên bàn để chúng con bè bắn tăng sự sống và cũng chén nhìn nhận, nên một sự chảy ra cho chúng con trong dòng người cứu độ muôn đời. Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước cố nhân như hương trầm mỹ, và như ngày này đầy mùi thơm thế nào thì xin cho hội thánh của Chúa hòa tan hương thơm khi tôi như vậy. Khi đức làm phép nhà thờ, bàn thờ và hùng mộ lời Chúa đã kết thúc,
mỗi lòng. Chúng con tụ hồn về đây đối với tâm tình kính nãi tri ân. Xin có thương chúc lành lòng tay đón nhận lễ chân thành những ba ân tình. Đây bánh rượu còn con xin cung tiến để trở thành thì mẫu Chúa ôi ai. Nuôi đoàn con những năm tháng miệt mài đang đi về phúc tiên đàn vững rượu. Và đến mừng chúng con nhan thành rượu kính dân lên trong ngày lễ hôm nay. Cầu có thương cho ngôi nguyện đường này luôn trở thành những dừng chân đi đường. Cùng muôn hoa sắc màu tha thiết kính dân nhan hầu và lại tri ân đã thứ ba hồng phúc xuống thiên trần để có lòng thêm muôn phần tươi thắm. Và đã cho con gái người đồng bằng kính nhân ngày cuộc sống năm mưa xưa cả hồng hôn lên thất bại trang trường xin thân hoa thành hoa hương trái ngọt. Và lạy Chúa này bước chậm lòng ấm quyền lời tin nói với mối tình chung xin cho đời có thân nhà đàn đồng và cho họ được cha hòa niềm này. Kính xin Chúa thương đức lành và thánh hóa của lễ chúng con thành những nhân hôm nay. Cùng với Đức Cha Hòa Thánh Kitô, Đức Cha Mục Vinh Sơn, Cha Phật chúng con.
giáo sứ Phúc Lộc và các giáo sứ giáo họ tôn giáo đoàn
đã đến dự thánh lễ tạ ơn và cùng chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn Giáo hội Kèn Đồng, Giáo sĩ Phúc Lộc và Giáo sĩ Phúc Thành. Quý vị đã không quản ngại thời gian công sức, dùng tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng thanh tót để tôn vinh cảm tạ Chúa trong buổi lễ thêm phần sốt sắng và tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn mọi tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ giáo hội chúng tôi bằng cách này cách khác để buổi lễ được thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã bớt chút thời gian đến dự thánh lễ tạ ơn và cùng chung chia niềm vui trong ngày trọng đại này. Trọng kính Đức Cha, quý cha đồng thế cùng toàn thể quý vị quan khách, một lần nữa thay lời cho cộng đoàn giáo họ, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha giáo phận luôn được hồn an sắc mày, tài đức khôn ngoan trong sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúa đã cho phó mày một thăng tiến ơn. Chúng tôi xin chúc quý chính quyền, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng giáo xứ, giáo họ, quý tôn giáo bạn, quý ân nhân xa gần cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nguyện xin Chúa Mẹ Maria Thánh Mẫu trả công cho đều cho quý vị đã làm phúc cho chúng con vì những nghĩa cử yêu thương đã dành cho chúng con trong thời gian qua. Chúng con xin được cảm ơn. Quý vị ở trong hội giáo xứ và toàn thể anh chị em thân mến, trong thánh lễ hôm nay, ngoài các cha ở chung quanh đến thăm thánh lễ, tôi rất vui khi thấy cha Kim Quản Sứ rồi cha Sở Thật đã từng làm cha phó và những cha có liên quan đến giáo xứ Phúc Lộc và giáo họ Thánh Mẫu đều có về để cùng đồng tế mừng lễ khắp Thánh Mẫu. Anh chị em thấy đó, để có được ngày hôm nay không phải là một công việc của một sư phụ chị, nhưng từ khi còn một cộng đoàn nhỏ bé thì các cha sở của Thọ Thành, của Phúc Lộc đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng cộng đoàn của chúng ta. Và mỗi người có một cách quan tâm và thể hiện theo một cách khác nhau. Nhiều khi anh chị em nóng lòng, anh chị em muốn các cha sở phải làm thế này, phải làm thế khác, nhưng mà anh chị em cũng hiểu cho khi là một cha sở có trách nhiệm với cả giáo xứ và nhiều giáo họ, ngài phải có một chương trình tổng thể. Và khi có chương trình, các ngài sẽ từng bước để tiến hành. Cũng như tôi là giáo hội của giáo phận Ban Vinh Thuộc, mỗi ngày tôi đón nhận biết bao nhiêu ý kiến của anh chị em. Anh chị em yêu cầu nên làm cái này, nên làm người khác. Tôi cảm ơn ghi nhận tất cả và tôi xếp đặt theo các thứ tự ưu tiên. Nếu một lúc mà làm tất cả thì không làm được gì, và vì thế nó phải từng giai đoạn cho thứ tự ưu tiên. Cũng như sáng nay trên đường đi từ tòa giáo hội về giáo họ thì có một vị nói có lẽ giờ này giáo họ chúng ta cũng chuẩn bị để đón nhận một cha mới chứ. Thì tôi cười và tôi trả lời rất là hợp lý, nhưng mà để tôi hỏi cha sở tôi có thể chặn ngài đã làm thôi được không? Bởi vì trong các hoàn cảnh của giáo phận chúng ta thì giáo dân của chúng ta đông, các giáo xứ nhiều, nơi nào cũng có nhu cầu, nhưng mà linh mục của mình thì bây giờ còn thiếu nhiều lắm. Chứ anh chưa phải thông cảm để chúng tôi có cái chương trình sắp xếp theo từng thứ tự ưu tiên. Và cảm ơn Chúa là trong hoàn cảnh của giáo xứ Phúc Lộc rất là đông giáo dân, cha sở thì lớn tuổi, có sự phụ tá của cha. Và lần trước khi về thêm sức, cha sở đã cho tôi đi thăm các giáo họ. Tôi rất vui mừng vì sự trưởng thành của anh chị em.
cái sự trưởng thành không phải chỉ là những anh em xoay sở để làm nhân thân, anh em xoay sở để có những lớp giáo lý, nhưng mà sự trưởng thành đã biểu lộ trong việc anh chị em biết cộng tác với nhau và biết cộng tác với cha sở một cách rất là tích cực. Một cha sở lớn, ngài không thể năng độ với các cha trẻ, nhưng ngài là một người cha già của nó, ngài quan tâm, ngài nhìn và ngài sắp xếp. Quý vị các bạn hành giáo không thể vận động được bà con đâu. Tôi xin lỗi quý vị các bạn hành giáo đừng có buồn nhé. Đấy. Nhưng mà quý vị phải hiểu là tất cả những ân nhân và tất cả bà con giáo dân đóng góp công, đóng góp của, đóng góp thiện trí vào cái việc xây dựng cái giáo họ chúng ta là nhờ sự vận động của quý vị, nhưng mà dưới cái uy tín của cha sở và cha phó. Vì thế cho nên cái sự trưởng thành của anh chị em nó được biểu lộ qua một tinh thần hợp tác để làm việc, biết lắng nghe ý kiến của bà con giáo dân, biết lắng nghe sự điều hành của quý cha, và vì thế ban hành giáo của anh chị em mới có thể điều hành cái công việc tốt đẹp như thế này. Và phải coi cái năm bảy giáo họ thì các ngài để cho các giáo họ được quyền tự quyết nhiều lắm, bởi vì ngài riêng hai giáo họ thì ngài có thời gian để công tác và đồng hành với các chị em nhiều hơn, và vì thế ngài sẽ góp ý kiến nhiều hơn và sẽ đến thăm anh chị em nhiều hơn. Vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị với một cách làm việc mới theo một phương thức mới. Quý vị đồng ý không? Cha sở thân chuẩn bị để chúng ta càng ngày càng trưởng thành, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ là những giáo sư. Cho nên cái điều quan trọng là anh chị em phải biết lắng nghe, biết hợp tác và sẵn sàng từ bỏ ý riêng. Chỉ khi nào có được sự hiểu nhất, biết lắng nghe đó, anh chị em mới tạo được sức mạnh. Cái sức mạnh này nó đến từ trong cộng đoàn, với cái bảng tường trình của ông chủ tịch và ông trưởng ban của giáo họ anh chị em thi, với kinh phí trên 3 tỷ đồng thì ở trong giáo họ anh chị em đã 2,5 tỷ, và ở ngoài ủng hộ anh chị em dưới 1 tỷ đồng. Cái sự hiện nhất đó đã được biểu lộ qua việc tất cả mọi người trong giáo họ và trong giáo sư làm việc với nhau, và chính nhờ sự hiểu biết này mà các vị ân nhân xa gần đã cộng tác với chúng ta. Và vì thế tôi nghĩ qua việc chúng ta khánh thành cái ngôi nhà lần này, chúng ta đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đời sống của cộng đoàn giáo họ Thánh Hội. Chúa đã cộng đoàn trưởng thành, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúng ta tiếp tục cộng tác lắng nghe cha sở quý cha để chúng ta tiếp tục xây dựng cái cộng đoàn giáo họ của mình một ngày mỗi lớn mạnh hơn. Riêng với quý vị ân nhân xa gần, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Sự giúp đỡ của quý vị nó không phải chỉ đơn thuần là cái ghế, là cái nền nhà thờ, là những cái việc cụ thể đó, nhưng mà cái sự giúp đỡ của quý vị giúp cho bà con giáo dân ở trong giáo họ Thánh Lộc, trong giáo xứ Phúc Lộc thấy rằng cái thiện chí của mình không bị bỏ rơi, biết bao nhiêu người cảm thông và yêu thương. Và chắc chắn trong tương lai giáo họ Thánh Lộc tiếp tục cần đến sự giúp đỡ của giáo xứ Phúc Lộc và của tất cả quý vị. Xin Chúa trả công phục hồi cho tất cả những người đã giúp đỡ cho giáo họ Thánh Lộc về tinh thần, về vật chất. Và tôi tin chắc là những cái hy sinh mà anh chị em đã bỏ ra cho giáo họ Thánh Hội sẽ không trở nên vô ích đâu. Anh chị em sẽ được Chúa đền bồi cho gấp trăm gấp ngàn lần. Và những anh em giáo hữu ở trong giáo họ hy sinh và lòng kỳ vọng của tất cả mọi người, tôi xin chân thành cảm ơn từng người trong giáo họ Thánh Hội. Anh chị em đã vì công việc nhà Chúa mà đã hy sinh bỏ qua những cái suy nghĩ riêng của mình để kết hợp chung quanh cái ban điều hành với ban cha sở, để anh chị em có thể kiến tạo nên một
ngôi thánh đường thoáng mát đẹp đẽ và đặc biệt nhiều. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho cha sở cha phó của anh chị em, đặc biệt trong năm thánh linh mục này. Tuần tới là các linh mục trong giáo phận sẽ đến tâm năm. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa để các ngài luôn luôn xứng đáng là những người mục tử theo lòng Chúa mong muốn. Cảm ơn các bạn. Thiên Chúa là Chúa đề trời đất, hôm nay các cụ học cho chị em đến hàng các cô nhà này, xin gửi ban cho chị em được tràn đầy phúc lành đời trời. Người đã muốn tập hợp tất cả con cái tàn mát các nơi vào trong con một người, xin người làm cho chị em nên đền thờ của người và đến nơi cư ngụ của Chúa long thường. Xin cho chị em đã được
đây giáo hội Thiên Hồng thay vì trước đây có một cái nhà được xếp được xếp và trong buổi được vài ba chục người, hôm nay có thể ngồi được để mà đem lời an ủi Thiên Chúa, đồng thời thúc giục nhau qua lời của Chúa để sống đạo để cái này là giáo hội. Chúng con xin cảm ơn quý cha, cảm ơn quý cha, cảm ơn chính quyền và cảm ơn tất cả quý vị bà con những người thân nhân đã có mặt hôm nay để chúc mừng giáo hội Thiên Hồng và để chia sẻ cái niềm vui của giáo hội. Chúng con cũng xin nói rằng từ đây giáo hội Thiên Hồng là tương đối có nơi thật sự đầy đủ, thì chúng con cũng hứa với đức cha là chúng con sẽ tăng cường để xây dựng đời sống tinh thần thêm nhiều hơn nữa. Chuyện vui với nhau ở nơi bàn tiệc này, chúng ta xin Chúa chúc lành nhé. Nhưng anh cha và con và thánh thần, amen. Hồng ân Thiên Chúa bao la. Chúa xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh này do lòng rộng rãi Chúa ban cho người dùng trong ngày cả giáo họ giáo xứ chúng con mừng lễ khánh thành ngôi nhà thờ của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các thân nhân và xin Chúa liên kết chúng con trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin về Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin chúc mọi người dùng cơm ngon miệng nhé. Xin đầu tiên là rất vinh dự hân hoan được có nhận diện diện đông đủ nhất là của đức cha giáo phận quý cha quý nam nữ tu sĩ và tất cả những sự vất vả trong ngày dành cho ngày lễ khánh thành của giáo hội chúng con xin cảm ơn. Vâng, hồi để em hồi đầu tiên chúng con trân trọng rất nhiều đến đức cha quý cha của quý vị hai hội đèn đồng phúc thành và phúc ngọc sẽ mở đầu chương trình đại chúng con. Em.
mời quý vị về. Xin đức cha, quý cha, cuối năm cũng xin tất cả quý vị hết lòng thông cảm và miễn thứ cho. Đồng thời con xin được tiếp tục giới thiệu những chương trình ca nhạc. Vâng, thì cũng để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì Giáo Lò Thánh Mẫu chúng con cũng chuẩn bị ca vũ nhạc kịch. Nhưng mà con xin thưa với đức cha, quý cha quý vị là đây là chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn, chứ không phải sao mai điểm hẹn hay là nơi đi giọng hát. Cho nên chúng con rất mong đón nhận được sự tham gia để được hát. Vâng, với một hội vu trên này ca nhạc cây nhà lá vườn thì gọi là đây là chủ nhà. Vâng, xin mời, đây là các em thư nhi của chủ nhà Giáo Lò Thánh Mẫu chúng con. Thank you.
Yeah.
bên tay phải. Mời mọi người chúng con hãy đi đến dân chia sẻ cuộc đời mình cho con người hôm nay và cho chúng tôi. Để làm được điều đó, đòi phải có một sự hy sinh cao rồi, một sự quảng đại phi thường. Nhưng với bản tính chúng con, vì chúng con ngần ngại trước trong gai tội đáng, dẫu biết rằng con đường hẹp mới là con đường dẫn đến vinh. Xin cho chúng con cũng biết ban tặng cuộc sống mình cho anh em. Đó là thời giờ của chúng con, khả năng của chúng con và chính con người của chúng con. Xin cho chúng con đến với con người hôm nay với một thái độ đơn sơ khiêm hạ như tấm bánh nhỏ này. Nhờ đức mình thánh Chúa mà chúng con nỗ lực biến đổi con người trở nên một tấm bánh. Nhân viên gia đình thật là thơ quý công đoàn gia đình của giáo họ cũng có sự giúp đỡ đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2007. Nay giáo họ cũng con được thúc bằng phố phần ngày mặt sở thầy Chúa Thánh Thần
Thank you.
Thank you.
xin sĩ hải về nghe đây. Đây đó ông ấy ạ.